ghép ghép tiếng ở điện thoại bật khác, tiếng khác điện thoại đập mà ôi sao nóng đấy em ơi, cho điều hòa nó nóng đấy, nóng đấy, nóng quá. Thật sao lại ghét, có một thằng nó bật âm thanh ngoài vào mà. Ấy đi xong là à, nằm quả chuối. Thế mà không cho anh ăn. Có những cái đồ ăn gì? Ăn đi, em ăn đi. Ăn đi. Xong là có sức tí làm cuốc tám. Từ tối, từ chiều giờ làm 7 cái em ạ. Sợ nhỉ? Dám ăn nhỉ? Sướng. Anh đi với anh có sướng không? Sướng. Bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu anh cho vừa nữa? Vui là được không? Tất cả đều là dư thừa ấy. Mày áo ngược ấy. Không biết rồi, có mạo ngược. Vì mạo này bị xuôi ấy, là nó có công tác vì nó có thương hiệu. Anh Tuyền gọi mà nick này phải nói 30 phút, đủ 30 phút mới được. Thế ngon quá. Ăn nhiều. Điên nè. Mút mát, mút mát. Thế ngon nhỉ. Nốt hồng luôn như đen nè. Của anh uy tín đấy nhỉ em nhỉ, uy tín không? Uy tín nhá. Thì giá phát thứ 8 mà cho em bê đít quậy chảy quanh giường luôn. Không biết ai bê. Bê em bê chứ quậy quanh giường luôn. Vắt con núi luôn. Em này của Khánh mới có 15 tuổi. Uy tín luôn. 15 nhỉ? 16 rồi. Đủ rồi. Tuổi rồi không đi tù chơi. Hàng đẹp luôn. Xinh mà tôi định lấy em mày làm vợ 2. Vợ 3, vợ 4 nhỉ? Hay vợ 5? Vợ 5 đi. Xinh lắm. Cấm rồi. Mày ăn chuối. Trời ơi. Em đứng nhìn mấy em không quay vào trong này. Không quay vào này. Quay mặt về TV thì quay ra đây. Đừng bấy. Không quay vào đây. Quay mặt TV. Không. Thấy thôi không nghe. Áo đâu mà áo không luôn. Áo không của ai? Của anh ai? Của em? Anh ạ. À. Lấy cho anh mặc á? À? Em mặc. Mặc mà này à? Em mặc lên không thoải mái. À thế à? Úi dồi ôi. Nhưng mà sao em ngon thế? Hả? Chuối ngon rồi. Nhưng em ngon mà nhỉ? Chuối ngon. Em cũng ngon. Chuối ngon. Ấy đi. Đi dựa lồi đi. Rồi. Dựa lồi. Nằm nghiêng, ráo nước úp đồng bàn, xúc ozone.